ha ha, ngươi cho rằng được tông chủ nhận làm đệ tử thân truyền thì có thể có sao? Đúng là nằm mơ, đây là của nữ chính người ta đấy. Diệp Thanh Thu chỉ mang theo mấy người có chút quan hệ với nàng ta, người khác thì phải tập trung trên pháp khí phi hành chung của tông môn. Thời sinh nhìn Diệp Thanh Thu giả bộ này nọ rồi cùng bạch lang lên một chiếc pháp khí phi hành giống như con thuyền. Không gian này rất lớn, lại thêm để sẵn chỗ cho đệ tử có thể thêm khi trở về, rất rộng rãi, nằm lăn lộn mấy vòng không vấn đề gì nhiều người vậy, nơi đi chắc chắn khác nhau, pháp khí phi hành chia làm bốn hướng, dọc đường để lại người ở các nơi, đợi khi về, phát tín hiệu ở nơi đặt mọi người, suốt đường đón về. Vì Bạch Lang là người dẫn đầu, chạm của hắn chính là chạm cuối cùng, thời sinh bị cho xuống giữa đường rồi. Bạch Lang có chút lo lắng, sư phụ đã dặn dò hắn phải trông coi tốt sư muội. Thời sinh hết lần này tới lần khác bảo đảm mình sẽ không làm bừa, Bạch Lang mới đồng ý để hai đệ tử đi cùng cô thời sinh vừa xuống liền bỏ mặc hai đệ tử đó đi về hướng rừng rậm tử vong tên này bản cô nương không hề muốn cười nhạo chút nào đâu quá miễn cưỡng rồi địa điểm lần đầu tiên nam chính xuất hiện chính là ở đây còn về nữ chính thì cách xa nơi đây vạn dặm vì sao lại xuất hiện ở đây chỉ có thể cảm thán tác giả mạnh mẽ cứ coi như một người ở bắc cực một người ở nam cực hai người này cũng vẫn sẽ gặp được nhau đều là vì yêu cây màu đỏ thời sinh vừa đi vừa làm nhảm Cây này là đến kỳ kinh nguyệt rồi sao? Còn toàn thân đỏ như máu nữa chứ? Giống. Một sinh vật kỳ quái đột nhiên từ trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, thân hình to lớn làm mặt đất khẽ rung lên, thời xanh đứng ở trước mặt nó liền cảm thấy như một mình đứng trước mặt một con voi. Nói nó trông kỳ lạ cũng không sai chút nào, bạn từng thấy trên người hồ mọc vảy chưa, bạn từng thấy trên đầu hồ mọc sừng chưa. Đây là hồ sao? Hoàn toàn không biết là cái quái gì. Thế giới tu chân thật đáng sợ, thế giới tu chân mà tác giả cấu tạo ra càng đáng sợ. Giống, rào rào, con hổ hai mắt đỏ rực, bộ dạng hung dữ như muốn ăn thịt thời xanh. Gầm ông nội ngươi ấy, phản diện đều chết vì nhiều lời, biết không? Thời sinh giơ tay bắn ra một mảnh nhũ băng, hai đầu nhọn, hình đa giác, có chút giống con thoi, nhưng dài hơn con thoi. Gần đây cô chơi giỏi nhất chính là kỹ năng này, chỉ là phạm vi công kích hơi lớn, sau này cô đã luyện tập mấy lần, có thể khống chế hướng rẽ của một vài nhũ băng, nhưng không khống chế được nhiều, cũng chỉ mấy cái. Nhưng cũng đủ rồi. Hồ kia muốn né những nhũ băng này nên hoàn toàn không chú ý tới có ba nhũ băng rẽ hướng bắn trở lại. Phốc! Phốc! Liên tiếp bị hai vật cứng đâm xuyên cơ thể, con mắt như chuông đồng của hồ trừng lên rất to, loài người yếu ớt này, sao có thể làm nó bị thương? bụng dưới của hổ bị nhũ băng đâm xuyên, máu tươi đỏ thấm theo nhũ băng chảy xuống đất như dòng nước nhỏ, thân hình to lớn rầm rầm ngã xuống đất, mở trừng mắt, thờ dốc nhìn loài người đang đứng trước mặt mình. Trên người nó dù che bằng vảy, nhưng bụng dưới lại không có, nhũ băng dễ dàng đâm xuyên qua. Thật đáng tiếc, thời sinh lắc đầu, đầy mặt thất vọng, lại chỉ bắn chúng hai chiếc, xem ra còn phải luyện tập mới được. Hổ. Thân làm hổ bất hạnh, gặp phải biến thái. 20 năm sau lão tử lại là một con hổ tốt, lão tử sẽ trở lại báo thù.